CDT New, bị bỏng, chỉ cần tới thực phẩm này, đảm bảo bạn không bị sẹo bao giờ. Cách sơ cứu bỏng hiệu quả nhất mà ai cũng cần dắt lưng để dùng ngay khi cần, hãy lưu lại ngay. Bỏng do nhiều nguyên nhân như nước sôi, lửa, điện, hóa chất, nhiều nhất vẫn là bỏng nước sôi ở trẻ nhỏ. Bỏng được chia ra làm 4 độ. Độ 1, bỏng nông, chỉ ở phần da, dấu hiệu nhận biết là da đỏ, nóng rát, chỉ vài phút đến vài chục phút da bị phồng lên và mọng nước, loại bỏng này thường do nước sôi. Bỏng độ 2, tức là vết bỏng ăn sâu vào đến tổ chức dưới da. Độ 3, vết bỏng sâu đến phần gân, cơ. Và độ 4, vết bỏng vào đến phần xương, thường do lửa, điện. Nhưng để đánh giá tiên lượng nặng hay nhẹ, người ta lại căn cứ vào diện tích bị bỏng. Diện tích càng lớn thì tiên lượng càng nặng. Mẹo trị bỏng. Để trị bỏng bằng nước sôi, độ 1, trong dân gian có một kinh nghiệm là dùng lòng trắng trứng, gà hoặc vịt. Bỏng ở trẻ em rất nguy hiểm do sức đề kháng của trẻ còn kém, dễ bị bội nhiễm. Do vậy, dù chỉ là vết bỏng nhẹ nhưng nếu không được chữa trị đúng cách và kịp thời, có thể gây hại hoặc tử vong do nhiễm trùng. Khi thấy con bị bỏng, có bậc phụ huynh mang cả lọ nước mắm dội hết vào vết thương, hậu quả là vết bỏng bị hoại tử và nhiễm trùng. Có gia đình lại dùng muối bỏ vào miếng vải rồi đắp lên vết bỏng bôi xe máy cho con. Sau một thời gian tự chữa trị, vết bỏng của cháu bé bị thối rữa và nhiễm trùng nặng, phải tiến hành phẫu thuật để cấy da. Cũng có không ít những trường hợp tự chữa bỏng bằng vôi bột, bùn ao vì các cụ truyền lại những thứ này vừa lành vừa mát. Một số khác còn đắp tỏi, trứng và những thứ khác như kem đánh răng, nhựa chuối, mỡ trăn, nón ổi, mẻ, v.v. Các bác sĩ cho biết, việc nhiều gia đình dùng muối, nước mắm, tương, mẻ, v.v. để đắp lên vết bỏng là một sai lầm. Việc sơ cứu như trên chỉ làm bệnh nhân đau đớn hơn, dễ bị sốc và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nếu bôi kem đánh răng lên vết bỏng, không những không đỡ mà sẽ bỏng nặng thêm do bị bỏng kiềm. Trong thành phần kem đánh răng có chứa kiềm nhẹ. Ngay lập tức lấy lòng trắng trứng, trứng gà hay trứng vịt đều được, bôi vào vết bỏng. Khi bôi nên bôi từ ngoài vào trong, từ chỗ bị bỏng ít cho đến trung tâm vết bỏng. Đợi cho đến khi lớp lòng trắng trứng đó khô lại, tiếp tục bôi lên trên một lớp nữa y như vậy. Lặp lại hành động trên liên tục trong 2 giờ đầu sau khi bị bỏng. Sau đó cứ 3 đến 4 giờ lại quét một lần. Đến ngày thứ 3, hoặc chỉ cần cảm thấy các vết phồng rộp bị giảm đi, không còn đau nữa thì dùng nước sạch. Tốt nhất là nước đun sôi để nguội để rửa lớp lòng trắng trứng trên vết bỏng. Chỉ cần tưới nước lên, lòng trắng trứng sẽ mềm ra và trôi đi. Lau vết bỏng bằng khăn sạch, mềm, sau đó tiếp tục dùng lòng trắng trứng bôi lên vết bỏng giống như lần đầu. Khi nhận thấy nạn nhân hết đau rát, vết bỏng không bị phồng thì thay băng bằng cách lấy nước sạch, đun sôi để nguội, tưới nhẹ lên vết bỏng. Lòng trắng trứng sẽ mềm rửa và trôi đi, dùng khăn sạch mềm thấm khô, sau đó băng tiếp lần thứ 2 như trên. Thường chỉ sau 3 đến 5 ngày là khỏi, da trở lại bình thường, vết bỏng không bị phồng. Khi đó, nếu cẩn thận, ta có thể băng tiếp lần thứ 3 để đảm bảo chắc chắn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất.